sủ dần đa bệnh lại còn đa binh tháng ba mùng chín xuất binh ngày rằm xuất tướng mới dạy binh phép màu đến đâu mấy đá nổ súng chay đến đâu lại đi tới nữa chứ không phải chỗ này đến đâu mấy đá nổ súng chay nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Hoặc ông còn nói một câu thêm nữa nó cũng nằm vô đây, ông nói sủ dần vốn thiệt hẳn hoi. Vậy tôi nghĩ rằng cái năm sủ là cái năm 2021 mà năm dần năm 2022 đây. Đó. Sủ dần đa bệnh lại còn đa binh thì cái này nó đã hiện ra rõ ràng rồi. Đó. Đa bệnh là bệnh nhiều mà đa binh là binh nhiều. Nhưng mà ông nói dài tới nữa đó mới tới. Tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng mới dạy binh phép màu. Đến đâu là đi tới nữa. Dài dài tới mới đá nổ súng chay là súng hết nổ. Nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Đó là qua những cái câu của ông sư giải ông nói như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó, lời nói của ông ba đó, ông mới nói tiếp thêm, ông nói trong Kim Cổ Kỳ Quan, ông nói con mèo ngồi sợ rắn xa đàn, dê thời ghét khỉ mà sớm làng sạch trơn, thập bát quốc lãnh hội đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ Phật trời. Còn Đức Thầy nói chừng nào núi cấm quá lâu thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy nối lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi, tu hành đạt được thảnh thơi lại xem được ngọc được thời báo được trời báo thai. Đó. Hay là một đoạn khác thầy cũng nói sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới mới khắp tràn lĩnh thi, như vậy thì sấm nổ đền đài độ vẻ thập bát quốc 18 nước chư hầu mới kéo qua giành xé. Mà Đức Thầy nói quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến. Hôm nay chúng ta cũng qua một nhân duyên để hội ngộ. Thì cũng nhắc nhở những lời vàng son châu ngọc của Đức Phật, Đức Thầy để chúng ta làm bước đường mà tu hành tiến hóa cho đến ngày thành công viên mãn. Vậy thì hôm nay qua cái đầu đề đó thì tôi cũng xin nhắc lại trong cái bài Thiên Lý Ca mà thầy nói năm lần thân dậu đó. Đầu tiên thầy nói đến thân dậu thánh thần náo động thảm cho trần nhà trống ruộng quan tiếng than lỵ ngọc nhỏ tràn nạn tai dồn dập sớm làng còn chi đó. Thầy than sớm làng đã sơ sát hết rồi. Vậy thì cái mốc này tôi nghĩ rằng nó đã qua hồi đệ nhị thế chiến năm 45. Cho nên thầy mới khuyên mình tu hành. Nó còn diễn tới dài dài tới đây nó còn gặp trải qua nhiều cái cảnh mà trong cái thời kỳ mà thầy đã biến thời Phật đã biến chuyển sắp tới. Cho nên đó, thầy khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo lòng hằng lo ngai thảo nghe con tương dưa giữ phận cho tròn cú. Thân dậu mất còn sẽ phân đó. Liền theo đó thầy nói trong một giáp ăn gần suy tính. Vậy thì ất dậu năm 45 đó, lợi ất dậu 205 là đúng chu kỳ một giáp rồi. Mà thầy nói trong một giáp ăn gần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than, đến nay là buổi khoa tràng minh quân xuất thế mới khắp tràng thảnh thơi. Chừng nào minh quân là ông vua sáng xuất tại thế gian này mới khắp tràng thảnh thơi chứ bây giờ chưa. Vậy thầy nói tiếp cái mốc dài tới đến thân dậu cơ trời thay. Đó là nó dài tới đến thân là 16, dậu là 17 này, cơ trời thấy lộ. Cái gì nó lộ lên hết. Nhưng mà đi là về đời thượng cổ mới diệt là tiêu đời kim này, gia vô bế hộ im liềm là pháp môn bế mạc lắm. Cỡ đó tới giờ cuối đó, thầy mới lập thành mối đạo rõ điểm xưa kia, thờ dân chúng danh bia hậu thế Phật thánh tiên kềm chế lập thành diệt tà lập chánh đành rành ba màu nắm chặt nên thành sứ phân. Cuối cùng đó, thầy nói cuối thân dậu y như thượng cổ. Vậy đây cuối thân đây đó là 28 tôi nghĩ đó, dậu là 29 mới y như thượng cổ êm đềm trả lời rồi. Nhưng mà chưa qua đời thượng cổ, y như thượng cổ là mới có êm đềm trả lời. Thời nhân sanh hết khổ đến nay
tới đây là hết khổ rồi, đến mai rồi. Nhưng mà thầy nói đế dương xuất thế là ngài, đế dương là ông vua mà xuất tại thế gian này là ngài. Ông nói dậu, vậy rồi đế dương xuất thế là ngài dậu, mới phẩy chỗ chữ dậu mới tới thân. Ngài dậu là tháng thân là tháng 7, bình trị trong ngoài ao ca. Thì nó phân chỉ dành gần xa để dạ, chớ đảo điên phải đọa, phải xa nghĩ si cho thấu mới là. Một bầy hồng lạc nay là thánh thơ, khuyên sanh chúng nhớ lời ta tỏ, trước cùng sau chỉ rõ mối đàn, nhân sanh giữ phận chớ than, minh quân xuất thế mới an dân lành. Chừng nào minh quân là ông vua sáng, xuất tại thế gian này mới an là mới dân lành. Cho nên đó, đó là cái mốc thầy nói năm lần thân dậu. Mà tôi nghĩ rằng thầy nói từ đệ nhị thế chiến tới đệ, đây là tới cuối cùng của là đệ tam thế chiến, là tới 28-29 là chấm dứt. Theo cái tôi nghĩ tôi hiểu biết như vậy. Thì đầu đề tiên mở ra đó, thì tôi nghĩ đó, ông sư giải ông nói qua mấy cái giai đoạn, ông nói á, sủ dần đa bệnh lại còn đa binh tháng 3 mùng 9 sức binh, ngày rằm sức tướng mới dạy binh phép màu, đến đâu mới đá nổ súng chay, đến đâu là đi tới nữa chứ không phải chỗ này. Đến đâu mới đá nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Hoặc ông còn nói một câu thêm nữa, nó cũng nằm vô đây, ông nói sủ dần vốn thiệt hẳn hoi. Vậy tôi nghĩ rằng cái năm sủ là cái năm 2021, mà năm dần năm 2022 đây. Đó. Sủ dần đa bệnh lại còn đa binh, thì cái này nó đã hiện ra rõ ràng rồi. Đó. Đa bệnh là bệnh nhiều, mà đa binh là binh nhiều. Nhưng mà ông nói dài tới nữa đó mới tới. Tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng mới dạy binh phép màu, đến đâu là đi tới nữa, dài dài tới mới đá nổ súng chay, là súng hết nổ, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Đó là qua những cái câu của ông sư giải, ông nói như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó, lời nói của ông ba đó, ông mới nói tiếp thêm, ông nói trong Kim Cổ Kỳ Quan, ông nói con mèo ngồi sợ rắn xa đàn, dê thời ghét khỉ mà sớm làng sạch trơn, thập bát quốc lãnh hội đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ Phật trời. Còn Đức Thầy nói chừng nào núi cấm quá lầu, thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy nối lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ơi, tu hành đạt được thảnh thơi, lại xem được ngọc được thời báo, được trời báo thai. Đó. Hay là một đoạn khác, Đức Thầy cũng nói sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới mới khắp tràn lĩnh thi, như vậy thì sấm nổ đền đài lộ vẻ, thập bát quốc 18 nước chư hầu mới kéo qua giành xé. Mà Đức Thầy nói quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ đại ba, cùng nhau giành giật mới là thay phân. Đó, hoặc giả là cũng thập bát quốc lãnh hậu đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời. Như vậy thì bên ông sư giải bán khoai cũng nói 18 nước, mà Đức Thầy cũng nói 18 nước. Thì tất cả kinh sấm đều tuy rằng nói những cái lời pháp nó khác, nhưng mà cũng hàm xúc vô cũng một. Làng sạch trơn.
mộc. Bệnh thì nó ra rồi, hiện hữu rồi. Đó, như thì ở đây Sửu dần, năm Sửu là 21 nó xảy ra bệnh hoạn virus rồi này kia rất nhiều. Rồi năm Dần này nó còn diễn biến nhiều hơn nữa, nó tới cuối năm Dần này rồi. Nhưng mà ở đây ông nói, không nói nó tháng hay năm, nhưng mình suy đoán ở đây chỗ này có thể là ông ba ông nói đây tới 3 lần sấm nổ rồi, chứ không phải một đợt. Đợt đầu nổ 3 tiếng và đợt giữa nổ 1 tiếng là tới phong thần, đợt cuối cùng nổ 3 tiếng là tẩy trần để chuyển sang lợi đời thượng quân. Như vậy đó. Để đây cái dòng đầu ông ba ông nói đó. Tôi nghĩ rằng nếu xảy ra đó là xảy ra ông nói con trâu nhỏ nhiều hơn, mà qua con trâu là tới dần cái chỗ này mới đụng vô cái mốc xảy ra. Bây giờ ông ba ông nói Phật độ thảo thuận hiệp hòa, độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, Phật độ cho mất con trâu tam thinh xuất hiện mà đâu đâu giữ mình. Vậy tam thinh là 3 tiếng mà xuất hiện là nổ lên đâu đâu giữ mình. Khi nổ rồi đó thì ở đây đó ông nói thêm, ông nói hào quang chiếu sáng nam bang, đuổi trâu mới ngó thấy, đuổi trâu là cũng hết con trâu mới ngó thấy, tan quang sớm lặng, hoặc giả là đuổi trâu gặp cọp rần rần, đuổi trâu là cũng hết trâu gặp cọp là bước qua tháng giêng. Rần rần 10 phần thoát 7 8 phần người ơi. Tử Thánh nói thêm nữa là thế gian chớ khá cởi trâu, thế gian là mình đây. Chớ khá cởi là đi qua, đừng có bỏ qua con trâu này, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Như vậy đó, ông ba ông nói thêm một đoạn khác nữa, ông nói từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ, cái lệnh cho xe loan là xe vua, chở bánh là lệnh cho Đức Vua Âm Dương trở lại. Khiến loạn ly bá tánh đảo quyền, khiến thời buổi này loạn ly rồi, bá tánh là mình đây, đảo quyền. Nhưng mà nói trâu thả lan nhiều kẻ chết phiền. Đó. Con trâu mà ở trong chuồng ấy, còn nằm ở trong cái tháng con trâu hoặc nằm ở năm trâu mà trâu thả lan nó ra ngoài chuồng cũng muốn ám chỉ qua bên tháng giêng tháng dần. Nhiều kẻ trách phiền, ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý, mà theo bên nho đó chữ ngưu là trâu, chữ phùng là gặp với nhau, chữ hổ là cọp. Con trâu gặp cọp cũng ý muốn nói tháng giêng tháng dần, tháng sửu gặp tháng giêng là tháng dần. Thì ở đây nói về cái tháng đó, thì ông ba ông tất cả bên cái can chi cũng nói tháng đó, thì tháng giêng là tháng dần, hai mẹo ba thìn tư trị năm ngọ sáu mùi bảy thân tám dậu chín tức mười hợi 11 tháng tý 12 là tháng sửu tháng trâu, mà ông nói Phật độ cho mất con trâu là hết tháng sửu tháng tháng chạp thì bước qua dần. Như vậy đó, mất con trâu mà tam thinh xuất hiện thì muốn nói chỗ này 3 tiếng nổ lên, ý muốn nói giữa giao thừa. Mà nhưng mà ở đây đó theo lời của thầy nói đó, khi mà đụng vô đầu đề mà mở đầu tiên đó, thì Đức Thầy nói buổi nhập tiệc phải trải qua tràng pháo. Ở đây ông mượn cái sự mà diễn cái lý, ở đây muốn nói sát pháo, nhưng mà ông nói đó là tiếng súng mà sát chết đó. Buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo mà khói mịt mù giăng sát đầy đường, vì đời nay như ngựa buôn cương khó dừng lại, gió cu lụp bụp mặt nước biển lô nhô lặn hụp, mà chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sục sôi bầu trái đất mới một phen lưng chuyện. Đó là mấy dàn đề đầu tiên mà khi mở ra phải đụng vô chuyện là như vậy. Nhưng mà lời của thầy nói đây cũng muốn nói là ngay cái Tết mà cái bài mà thầy nói ở trong cái mấy bài thi sưng đó, mà mày mượn cái sự này thì nói bài đốt pháo sưng, thì nó lẹt đẹt rồi đây lẹt đẹt đùng 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 lẹt đẹt nổ lùng tung lúng túng dân ta túng ngao ngán cho sưng lão phát khùng. Sưng sang ảm đạm ánh dương mờ, thề quyết một lòng chẳng bỏ ngơ, có sông có núi cùng cây cỏ đổ trận chúng sanh khỏi dại khờ. Lòng ta gặp cảnh rối như tơ vò, gan ruột phổi phèo một bụng to, lo hoài lo mãi không sao thiết, tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò. Hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài.
Gót hài muốn trở phải làm sao, đạo đức thâm sâu phải bước vào. Sớm chiều lo liệu rèn tâm trí, nguyện tưởng Phật trời thỏa ước ao. Đó là cái lời mình, Đức Thầy kêu gọi mình phải bước vào con đường tu, phải ráng cố gắng mà tu hành cho qua khỏi những cái thời kỳ này, qua những cái giai đoạn này đó. Thì ở đây đó, qua những nhiều kinh sấm cũng gom lại, khi mà Đức Bồ Đồ Thơ của Đức Bổn Sư đó, ông cũng mô tả khi mà sấm nổ là tạo hóa đó, tất nhiên là Phật Thánh Tiên dựng lên một cái cột cờ như vậy, bề cao là 36 cái số bề đứng, tất nhiên bề cao là 36.000 mét. Trên đầu cái cột cờ này có cái phổ lư, tất nhiên là chứa cái viên ngọc đó, mới rọi sắp sáng rực cả đất nước Việt Nam. Mà tôi chỉ nhắc là ông ba mới nói cái câu bên đây, ông nói hào quang chiếu sáng Nam Bang đó, đó là cái viên ngọc đó, nó chiếu sáng Nam Bang. Nhưng mà ông nói đuổi trâu mới ngó thấy, thì đuổi trâu muốn bước qua dần, muốn bước qua tháng giêng tan quan sớm làng. Thì ở đây ông dần, tại sao tôi nói tháng mà ông không nói năm, nói tháng gì, nhưng mà ở đây tôi nghĩ là ông nói qua tháng, cho nên ông ba ông nói nhiều chỗ lắm. Ông nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, ở đây trâu nhỏ là trâu tháng, mà trâu lớn là trâu năm. Trâu lớn của Phật cởi thời Khỉ La, con trâu lớn cởi là đi qua khỏi con trâu, nó cởi là còn đi tới nữa, chứ không phải không về đại thánh ngày ra. Mà đại thánh đây là Phật Thích Ca. Không về đại thánh ngày ra, ngày ra bất tử triệt ra không về. Không nếp có đậu có mè, không dừa thì để sao hè mà coi. Như vậy đó, ý ông muốn nói đó, không có việc này cũng phải xảy ra việc nọ. Mà không đậu á, ý ông mượn sự này mà diễn lý, không đậu có nếp có mè, không dừa thì để sao hè mà coi. Nếu không vừa thì để sau hè, qua mùa hè thì sau mùa hè, thì tới ý cũng muốn ám chỉ qua mùa thu. Mà mùa thu đây là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Cho nên ý ẩm cũng muốn nói vô vào cuộc mà hồi nãy bên Đức Thầy cũng nói từ thân dậu mà thân dậu thì cũng tháng 7, tháng 8. Tháng thân là tháng 7, tháng dậu, tháng 8. Còn năm thân á, năm 28, năm dậu 29, ở đây cũng đúng can chi vào cái chỗ này. Thì ở đây tôi nói mở đầu đề này thì tôi nghĩ rằng phải bước qua cái năm mèo. Cái năm mèo này đó, bởi vì tôi nhắc lại cái câu này đó, ông ba nó con mèo ngồi, ngồi tất nhiên là nó xảy ra tại chỗ này. Sợ rắn xa đàn, sợ con rắn là sợ. Ý nếu năm á, thì năm 25 là năm Ất, Ất Tỵ. Còn thì phải tới đây đó. Thì ở đây
Kỷ Dậu mất trâu á, tới nay nhìn đặng rồi, nhìn được rồi, nhưng mà ông nói không phải con trâu, gấp lâu là con bò, mà con bò nó không có trong 12 con giáp. Ông đậy một câu nữa, ông nói lưng trâu còn đậu con cò, cuối cùng ông chỉ con cọp léo luống mấy lần dò kiếm ăn. Như vậy ông chỉ ngay con cọp, từ con cọp nó xảy ra đi dài tới. Nhưng mà tôi nhận xét tôi thấy đó, bởi vì ông sư giải ông nói đó, sủ dần đa bệnh lại còn đa bệnh là bệnh nhiều thôi, còn giặc giả chiến tranh này trong cái năm dần này cũng chưa xảy ra đâu. Nhưng mà nó có xảy ra đó, là xảy ra bên năm của con mèo đó. Đó, thành thử ra ở đây đó mới dẫn dài tới. Mà tôi xin nhắc lại, trong ông Sám Trạng Trình ông nói đó, ông nói nghĩa là cái năm mà ất niên chiến quả xâm vào Tràng Lan, mà ất niên đây là ất năm, ông nói cái thiên can không chứ không có nói cái địa chi. Vậy ất niên đây là chúng nhầm chữ ất niên này là cái năm ất tỵ 2025 là năm ất tỵ. Mà ông nói chiến quả, chiến là khởi chiến, mà xâm vào là tất nhiên các nước ở ngoài nó vô, là từ năm 24-25 mà nó mới xâm vào Tràng Lan. Rồi thiên tai chiến sự đo đoan đó, thành thử ra đó là lời ông Trạng. Thì ông quyết định, tôi thấy còn ông lên ông ba đó, ông dần chứ ông không nói năm nói tháng nói gì, nhưng mà ông nói rồi đó, ông sủ quẻ diệt đó, mà diệt này là tiêu diệt, diệt với đê đó là tiêu diệt đó.